Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo đó, ông Lê Tùng Lâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, được bổ nhiệm làm Bí thư Quận ủy Thanh Khê, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, được bổ nhiệm làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Sơn Trà, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hữu Hoành, Chánh Văn phòng Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời mong muốn các cán bộ trên cương vị mới sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển trong thời gian đến.